Còn đối với sàn hàng hóa thì kết thúc giao dịch ngày hôm qua, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đã có diễn biến giằng co với sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá. Chỉ số MXV Index đã chốt ngày tăng nhẹ 0,21% và lên mức 2.377 điểm. Trong đó, dòng tiền đầu tư tập trung chủ yếu ở thị trường nông sản, chiếm đến gần 50% so với tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Ngoại trừ dầu đậu tương thì toàn bộ các mặt hàng ngũ cốc và hạt lấy dầu còn lại trên sở Chicago đã đồng loạt đóng cửa tăng giá. Giá gạo thô thì dẫn đầu đà tăng với mức tăng 2,43%. Và sau đó phải kể đến giá lúa mì ở Chicago cũng tăng 2% và lên mức 281 đô la Mỹ một tấn. Và mặc dù số liệu từ báo cáo cung cầu của tháng 2 của Bộ Nông nghiệp đã có tác động trái chiều đối với giá lúa mì, tuy nhiên thì mặt hàng này vẫn đón nhận được lực mua khá là tích cực trong ngày hôm qua. Cụ thể là dự báo sản lượng và xuất khẩu lúa mì ở Mỹ trong niên vụ từ năm 2022-2023 trong báo cáo của tháng 2 được giữ nguyên số liệu so với báo cáo trong tháng trước. Tuy nhiên thì cả sản lượng cũng như xuất khẩu thì đều thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Một yếu tố khác nữa phải kể đến, yếu tố hỗ trợ, đó chính là việc chính phủ Ấn Độ đang xem xét để gia hạn lệnh cấm xuất khẩu lúa mì như là một phương án nhằm bổ sung dự trữ trong nước và kiểm soát lạm phát giá lương thực. Đồng thời nước này cũng cho biết là hoạt động xuất khẩu lúa mì được kỳ vọng là sẽ chưa thể khởi động lại cho đến giữa năm 2024. Đây là thông tin gây sức ép lên nguồn cung lúa mì toàn cầu, đồng thời góp phần hỗ trợ cho giá bật tăng ngày hôm qua. Và theo MXV, giá các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của năm nay vẫn đang ở mức cao, mặc dù đà tăng trong 2 tuần gần đây không quá mạnh. Bức tranh nguồn cung toàn cầu đang kém khả quan, đặc biệt là ở Argentina. Do đó, giá nông sản thế giới hiện tại thì vẫn còn động lực tăng, ít nhất là cho tới khi thị trường đón nhận yếu tố mới vào quý 2, giai đoạn mà Mỹ bước vào gieo trồng cho vụ mới. Và giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức cao, cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây, tăng khoảng 15 đô la Mỹ cho một tấn so với cuối tháng 1. Theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực của Việt Nam, thì giá gạo 5% tấm xuất khẩu đang được giao dịch ở trên 470 đô la Mỹ cho một tấn. Còn gạo 25% tấm thì cũng đang lên tới mức là gần 460 đô la Mỹ cho một tấn. Một số loại gạo chất lượng cao như là ST24 và ST25 đã tăng đột biến lên trên 1.200 đô la Mỹ cho một tấn khi xuất sang các thị trường châu Âu. Ngay trong sáng nay thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với đại diện của Sở Hàng hóa Việt Nam để hiểu hơn về diễn biến trên. Bức tranh chung của thị trường gạo thì đang rất là có lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam khi mà giá gạo trong năm nay dự báo sẽ vượt kỷ lục của năm 2019. Nhu cầu nhập khẩu của các nước khác sẽ tiếp tục tăng lên do chính sách đảm bảo an ninh lương thực cũng như là mùa vụ của họ bị mất mùa. Bên cạnh đó thì tín hiệu rất là đáng mừng đó là gạo chất lượng cao của Việt Nam đã có thể xuất sang các thị trường khó tính như châu Âu. Và theo tôi, điều này sẽ mở ra cơ hội gia tăng giá trị xuất khẩu và là tiền đề để thực hiện việc xây dựng vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao để phục vụ xuất khẩu.